thành viên nhóm Tara liên tục bị réo tên trong ồn ào nam cầu thủ bị tung video nhạy cảm. Sự việc nam cầu thủ bị tung video nhạy cảm đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Truyền thông và dư luận Hàn Quốc đang dậy sóng trước scandal tình ái của cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc Hwang Woo-yo. Cụ thể, một cư dân mạng tự nhận là bạn gái cũ đăng bài chỉ trích Hwang Woo-yo trên mạng xã hội. Sau đó, cô gái còn tung video nhạy cảm của Hwang với một phụ nữ khác, được cho là lấy từ điện thoại chính chủ. Trong tâm thư, cô gái tuyên bố từng có thời gian hẹn hò với cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Cô cáo buộc bạn trai cũ thao túng tâm lý cô, còn nhấn mạnh cô không phải nạn nhân duy nhất. Cô gái này viết, tôi là một phụ nữ đã hẹn hò với Hwang Woo-yo. Anh ta khiến nhiều phụ nữ bị thao túng tâm lý khi hành động như thể họ đang hẹn hò để ngủ với họ trước khi kết thúc mối quan hệ và nói rằng anh ta phải ra nước ngoài. Có rất nhiều nạn nhân như tôi, kể cả những người nổi tiếng. Anh ta lúc nào cũng trong tình trạng hẹn hò với ai đó. Anh ta hiện hẹn hò với những người nổi tiếng, người có ảnh hưởng và cả người không nổi tiếng, tất cả cùng một lúc. Tôi không chắc có bao nhiêu nạn nhân nữa. Dù công ty quản lý của Hwang Woo-yo ngay lập tức lên tiếng bác bỏ các cáo buộc, khẳng định người trong video không phải nam cầu thủ, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động pháp lý cứng rắn, cộng đồng mạng vẫn bán tín bán nghi và bàn tán rôm rã trên các diễn đàn mạng xã hội. Giữa ồn ào, một nữ ca sĩ bất ngờ bị réo tên. Đó là Hyomin, thành viên nhóm nhạc nữ đình đám một thời Tara, từng công khai hẹn hò với Hwang Woo-yo. Tuy nhiên, chuyện tình idol, cầu thủ kéo dài không lâu. Ngày 8 tháng 3 năm 2022, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Hyomin chia tay Hwang Woo-yo. Chính vì thế, khi ồn ào tình cảm của Hwang Woo-yo nổ ra, Hyomin liên tục bị vạ lây. Trước đó, Hyomin từng đăng tải bài viết gay gắt, tôi thà chết chứ không lấy anh ta. Hiện tại, những ồn ào xoay quanh Hwang vẫn đang được dân tình quan tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.